Trời ơi, nên thơ quá. Có một cái gì đó quen quen nha. Quen lắm hả ta? Ừ. Nhưng mà nè chị ơi, em ấn tượng quá chị ơi. Coi như ra là cầm cái đàn ra. Dạ thưa chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và cùng toàn thể khán giả. Thì em mang cái đàn đây lên đây để mục đích của em là muốn hát tặng cho vợ. Sau đây em xin hát bài Suy nghĩ trong anh của Khắc Việt ạ. Ok. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hay quá. Hay để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh thường mơ, mơ một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa rồi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ em mà thôi. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh thường mơ, mơ một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa rồi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ em mà thôi. Hay quá em ơi. Dạ. Quá tuyệt vời. Vợ nói liền cái cảm xúc ngay lúc này đi. Em cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Rất là vui ạ. Hãy nói là rất là cảm ơn em đã mang đến một cái tiết mục mà nói quá tuyệt vời. Dạ. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng thể khán giả của vợ chồng Son. Em tên là Nguyễn Văn Sơn. Năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng bên thức ăn gia súc. Sơn năm nay là 27 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Quê đâu? Nhà dạ, quê em ở Bình Phước ạ. Tới em. Em chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và khán giả đang xem đài. Em là Phạm Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi. Quỳnh làm gì? Dạ em hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ. Ở Bình Phước, ở mặt quen quen nữa. Đúng rồi. Như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó nó rất là cái gì đó nổi tiếng lắm nè. Rần rần thời gian gần đây nè. Bé đang có bầu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện ví dụ mà liên đó, quan tới bầu á. Bầu bị hả? Sao em? Sơn dạ em. Là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có một xảy ra cái vụ việc đó là ở khu vực của em là thuộc xã Ninh Lương. Có một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập, trộm xe. Thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ mơ ngủ rồi. Thì bắt đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cửa rồi. Thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá. Nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi. Thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi, ăn trộm rồi, con trộm rồi. Em mới nói là vợ ơi, lấy cho anh cái con dao rượu. Tại vì em biết là bọn nó đi là lúc nào cũng thủ nhiều đồ, mình cũng sợ lắm. Lúc mình ra mình cũng
chỉ muốn bắt được cướp thôi. Mình nhào ra cái mình tay không, mình bắt cướp rồi đó. Xong đến lát sau thấy vợ cầm cái rựa ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời á, nhảy xuống như vậy cái. Giờ em coi lại video rồi em mới thấy, lúc đó em không nghĩ nhờ. Lúc đó thì em thì đang đấu đá với trộm á, ba người là đang chống trả lại em á. Thì khi vợ em mang rựa ra thì lúc đó là nhìn thấy rựa cái là mấy bọn trộm cướp nó chạy. Bỏ chạy hết. Dạ đúng rồi. Thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó. Có nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy mà mình giác rửa bất chấp luôn, bất chấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nghĩ sao trong đầu em? Lúc đó em không có suy nghĩ gì, cứ có kiểu như là cuốn quá là mình chỉ muốn là phi ra để đưa giúp cho chồng. Lúc kiểu như mình cuốn quá xong mình quên là mình đang có bầu. Em không nghĩ tới là mình đang có bầu. 1.3 đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là xả thân luôn. Nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không? Dạ. Có. Nhảy xuống em có vươn cái rửa lên ngoài khét rồi tụi bay muốn gì không hả? Dạ không, em chỉ kêu là cướp. Bởi vậy cho nên á là sau cái vụ đó đó, bạn này bạn hát cái bài đó thấm đượm hơn cô bé 21 tuổi mà cũng ghen thì cầm rửa. Lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân. Đúng rồi, gặp tôi cũng vậy, là chồng tôi mà bị cái gì cái nhập xả luôn, xả hết. Bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện gọi là rửa rửa dưới trộm. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu. Đó, hai đứa nhau quen nhau sao nè. Đó, hồi em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng đúng không? Đó, Sơn. Dạ. Em gặp vợ em á là lúc trước là gặp quen nhau trên Facebook. Em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây mấy năm. Dạ không, không được một năm đâu ạ. Từ khi em cưới đến bây giờ mới được hơn một năm một tí thôi. Trời, lâu quá chị ạ. Khi vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên Facebook rồi. Em có cầm thấy xinh đúng không? Thấy xinh quá. Thấy xinh quá. Em vô, em có vô trong cái tường em xem, trời ơi bé này sao nó ngon quá. Bé này sao nó ngon quá. Em mới vô nhưng mà em chưa có thích một cái gì hết, coi như là bên này chưa biết gì đâu. Xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar lên nè, thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự là tụi em 20 mấy năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau, là ở sát nhà nhau có khoảng tầm 600-700 mét là mới biết nhau thôi. Ủa em, nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước? Em cũng không hình biết như là em, hình như là em ạ. Nhắn tin qua Facebook cho em rồi á, xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt, nhưng mà lúc đầu em không cho. Ông này nói chuyện lên thấy ghét á, cũng cứ ẻo lạ em không thích, xong không cho vô nhà. Cái khoảng 3-4 hôm sau á, cái canh em đi làm từ lúc 5 giờ, xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn rồi này kia. Thường thường á là chồng em ngủ rất là trễ, 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu. Xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa đem đồ ăn đồ cho em để đi làm, đứng canh em ngay đường á, xong rồi mới đưa cho em. Xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm là em mới cho vô nhà chơi. Đưa sữa như bao lâu mới quen được? Dạ đưa sữa thì khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen. Nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua Facebook á, rồi cái lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á, là cái ấn tượng của em đối với bạn này sao? Lúc đầu là em cũng có một chút ấn tượng, nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục, là đi ngang qua cái đường như em. Xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ, xong khi gặp chồng em là chạy vô cái đường như em chạy ra thì hai đứa gặp mặt nhau. Em thấy này lúc đầu là cũng đẹp trai nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị. Nhưng mà nè, nó dùng cái từ xuống á, nó xa lắm. Tại vì em nói là cách nhau có 600 mét à. Dạ đúng rồi. Là qua chứ đâu phải xuống. Dạ, qua, đúng không? Đúng rồi. Qua nhà bên bạn gái, thấy gia đình bên bển sao? Dạ nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên đó cũng thích lắm. Thích em à? Dạ thích, tại vì em lễ phép với lại mình chung là mình biết cách đối xử với người lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ bên đó thích lắm, nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích. Lý do? Lý do là em trước đây đã từng có một đời vợ rồi. Dạ em quen được khi cưới là em cưới được chắc khoảng tầm 1 tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay. Tức là mới cưới có 1 tháng là chia tay? Dạ đúng rồi. Chưa con cái gì hết? Dạ chưa. Tức là em đã coi như là một cuộc tình thôi. Chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục giấy tờ. Chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không? Dạ lúc đầu thì bố mẹ cứ kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa. Nhưng mà em sử dụng nhiều mọi cách. Khi mà trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ. Thì lúc chung là bố mẹ cũng thấy từ từ là em cũng không phải như người ta nói. Trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm, vợ chồng em khủng hoảng lắm. Nói chung mà gần như là không thể đến được với nhau nữa.
em thì chưa bao giờ phải khóc hết á, nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc, mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều. Nói chung là đến ngày hôm nay tụi em mới đến được với nhau. Em chơi cái chiêu là đánh nhanh rút gọn luôn, là em kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn. Chứ em sợ mất lắm. Em sợ mất vợ em lắm. Đúng rồi, em sợ lắm. Trẻ đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao? Lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con. Mẹ em bắt em phải cưới ngay lập tức luôn. Vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau. Hợp nhau mà lắm. Anh hỏi em nè. Dạ. Em mới có 21 tuổi à. Và lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy? Thấy sớm vậy? Kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu từ trước giờ mình quen rồi không thấy ai kiểu như là chăm lo rồi không ai quan tâm được. Như cái anh này rất là tâm lý. Chiều nữa, nguyện như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là đã hiểu được cái ý của mình rồi. Xong rồi ở bên chồng em cảm thấy an toàn, an tâm và an toàn. Dạ. mọi phương diện. Nên là em mới đồng ý là kết hôn. Đồng ý xong rồi là có con luôn, chấp nhận có con luôn. Dạ. Thì là yêu chồng quá đáng luôn á. Sự mà nói bây giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi anh có lòi ra tật xấu gì không? Có. Bạn này có tật xấu chứ cái nhiều. Cái mặt này vui quá à, dễ thương quá. Nhiều tật xấu bày hay. Dạ, bày hay là hơn bừa bộn đó nha. Dơ dơ. Trời ơi. Về cái quần áo rồi giày dép quăng lung tung, nói chung là thay chỗ nào là dục cho đó, thay chỗ nào là dục cho đó. Có lười tắm không? Không tắm thì ngày nào cũng tắm hết. Dạ. Bày hay lắm. Có khi ngày tắm 2-3 lần. Tật xấu là bừa bộn bày hay. Bày hay. Còn gì nữa nè? Nhây, xàm, rất là xàm. Chồng em rất là xàm. Ví dụ như xàm là tinh liền á. Xàm. Câu chuyện xàm nào mà em ấn tượng nhất? Ví dụ như kiểu đang ngồi không không vậy. Em hỏi gì á? Giữa anh và Cao thấy Sơn em chọn ai? Hay hỏi xàm xàm á, xong kiểu mỗi khi mình nổi cơ lên cái đi ngoài đường á, cái kêu em hỏi gì anh? Anh và cái lá này thì em sẽ chọn ai? Không thì anh và cái cây cột điện, cột đèn này, nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái mình gì. Bất cứ dạ, một đúng nhưng rồi. Mà em có trả lời không? Dạ có. Em trả lời sao? Chọn anh. Không trả lời là hỏi hoài, hỏi hoài luôn. Dần lân mà nhây mà. Nhây đó, xàm. Vừa xàm vừa nhây nữa đúng không? Nhây mà nhây tới em, xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn. Mẹ chồng em đến nỗi bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói rồi. Là sao? Là sao? Không có đeo không? Đeo đĩa đói là nhây quá mà không nhả ra, không chịu nhả. Có những cái biểu hiện gì mà nó đáng yêu không? Nó đáng yêu không? Ví dụ như trẻ thơ không? Mẹ em đang nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa, bán quán gạo cám đồ á. Mẹ đang nấu cơm ở dưới thì chồng em mới kêu mẹ ơi bán đồ. Cái mẹ chạy ra mẹ giục hết đồ ăn, nó đang nấu nướng cái chạy lên, đâu có ai đâu. Cái xong rồi hả? Dạ. Chọc mẹ đó. Có hay nựng mẹ rồi, có hay hung mẹ rồi không? Chồng em hay sờ ti mẹ. Sờ ti mẹ luôn. Đi ngang, đi về, đi chơi, đi làm vậy. Quẹt. Sờ ti mẹ, bây giờ vẫn còn sờ ti mẹ. Bóc cái chân. Nhưng mà em thấy mẹ phản ứng như sao? Mẹ chửi. Sau rồi mẹ cầm, kiểu như mẹ cũng dí, mẹ đánh. Cầm chổi rồi dí, dí hút lại. Chồng em ăn lắm. Nhưng mà mỗi lần nhiều quái lắm luôn. Dạ sướng lắm. Nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được. Không chịu được. Tại vì nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm 100 mét à. Mỗi lần mẹ chửi là dữ lắm em. Dữ lắm, mẹ em chửi là đâu dữ lắm. Chửi sao đâu, ví dụ như thí dụ một vài câu đi. Cái thằng bố nhà mày tao đập chết mày bây giờ đấy. Xong rồi cầm chổi dí em mà không dí được đâu. Em cứ để cho chân cho mẹ em quật này, xong em cứ rụt lại có quật được đâu. Năm lúc mà em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em né được, đập trúng cái chân bà ngoại nữa. Xong rồi bà ngoại em chửi ôi con này sao mày đánh tao. Rồi vậy là hết luôn rồi phải không? Không còn cần gì xấu nữa. Dạ đúng rồi. Rồi giờ tới em đó Sơn. Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá, chắc không có tật xấu gì đúng không? Nói chung là vợ em thì không có tật xấu nào. Vợ em thì là tuyệt vời đó. Nhưng mà có một cái là hay ghen. Ghen lắm. Ghen lắm, ví dụ như ghen lắm là ghen thế nào? Ví dụ như em đi làm á, hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á, mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi. Em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là em thấy khó chịu lắm. Từ lúc em cưới vợ em tới bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết á. Mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo. Em nói chung là em cũng sợ lắm. Lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như cổ đi theo thì chắc là mặt kỳ lắm luôn. Là mệt luôn đó, mệt luôn đó anh. Cực kỳ mệt luôn đó, giận luôn đó. Một năm mấy mà ở với nhau thì là có gây lộn, có cự cãi gì không? Chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm về muộn đó. Là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng giải thích nhiều rồi. Là anh đi làm công việc thì nó còn tùy theo thời gian nữa, mình về có thể về trễ tí xíu.
nhưng mà vợ không nghe. Vợ đang có bầu thì chung vợ ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu đi đâu đi đâu đi đâu á. Chuyện vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không còn cái tật xấu nữa. Dạ, không có tật xấu. Thì thực ra cái đó cũng đâu phải là không ghen, phải ghen đâu. Không phải ghen. Đang có bầu á, dạ, khó chịu trong người lắm. Dạ. Nội tiết tố nó thay đổi á. Dạ. Có mong muốn vợ thay đổi gì không? Em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu. Cứ vậy đi mình như ơi. Như vậy là tốt lắm rồi. Em thấy vợ em rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi còn em? Em thì mong chồng em là bớt sạp lại. Bớt ngay với lại bớt cái tính nóng lại. Chồng em nóng tính lắm. Dạ. Chỉ có nóng như vậy rồi. Thôi. Dạ. Ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời. Nóng phải có nguyên nhân chứ. Nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm. Nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi. Dạ. Vợ mình thì em không có nóng với vợ. Đừng nóng vợ, vợ dạ, đang có bầu nó nóng tội nghiệp lắm. Dạ. Tại nó mệt lắm, có bầu nó mệt lắm luôn. Nhất là cái mùa nóng này nữa em. Đúng à. Rồi. Với lại vợ còn nhỏ lắm, 21 tuổi là quá nhỏ để mà làm vợ và làm mẹ. Dạ. Thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đối diện với một cái gia đình nhỏ. Rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao, rồi làm vợ như thế nào. Thành dạ, ra là em phải hỗ trợ hết sức. Dạ. Cho vợ em. Dạ. Thôi anh chúc cho hai mẹ con em mẹ tròn con vuông. Dạ. Đó, vợ rồi, chồng luôn luôn yêu thương nhau. Dạ. Hạnh phúc mãi mãi em nhé. Dạ. Xin chào hai bạn. Trời ơi. Nhìn hai đứa là thấy muốn Tết rồi đó. Thêm chị nữa. Trời ơi. Em tên gì nè? Dạ em tên là Phạm Đình Sang. Năm nay em 36 tuổi. Nghề nghiệp em là bên săn lấp mặt bằng. Em đến từ Long An. Phạm Thành Sang đến từ Long An làm nghề săn lấp mặt bằng. Dạ, còn đây là vợ còn em. Em xin chào quý vị khán giả ở trường quay. Xin kính chào chị Hồng Dân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Nguyễn Thị Kim Thảo. Thì năm nay em là 35 tuổi. Về quê chồng em là ở Đức Huệ, Long An. Đang là kinh doanh tại nhà. Cũng là có liên quan đến ngành bất động sản. Chồng em thì săn lấp mặt bằng, em thì bất động sản. Như là săn xong rồi chia nền. Săn xong chia lô là vợ bán luôn. Đúng không? Dạ. Nghe nè, kể cho anh nghe coi câu chuyện của các em lần anh đầu kể tiên hai người gặp nhau ở đâu nè. Em đầu tiên thì quen vợ là kết bạn qua điện thoại anh. Đăng ký bên tìm bạn bốn phương á. Mà đầu tiên bà chặn lắm. Điện báo bắt máy. Nói alo anh ở đâu vậy, cái tắt máy cực rồi. Em cũng khó chịu lắm bà này. Chặn mà thôi chắc chia tay sớm á. Chưa biết gì đâu điện kiểu không tôn trọng anh. Cách đây bao lâu em? Cách đây khoảng 6 tháng anh. Trời đất ơi, chứ là mới có 6 tháng thôi dạ. Hả? Vậy là mới cưới? Dạ. Trời ơi. À, chắc chắn là sẽ có nhiều bất ngờ lắm anh chị. Gọi điện không bắt máy. Rồi em cũng lo đi làm công việc của em. Thì em cũng không quan tâm lắm nữa. Thì lâu lâu cũng nhìn thấy hình của vợ em đó, thấy ghiền liền anh. Và đẹp quá mà. Thích. Cái em mới để thời gian sau khoảng từng lễ sau em mới gọi lại là khúc này rồi bà mới bóc máy. Cái đầu từ đó cái hai đứa bắt đầu nói chuyện không thấy hợp nhau. Nói tới 3 giờ sáng rồi. Trời. Tại vì một ngày đó em nhận là 70+ cuộc rồi gọi lần. Ai biểu cái nên hình là... đẹp quá mà. Nên là tại vì mình đâu có thấy mặt đâu chị Hồng Dân, nên là mình không muốn tiếp xúc nữa. Mà đêm nào đó, hả cũng gọi 1-2 giờ khuya hết trơn á. Gọi lần 1 rồi lần 2 á là em mới tiếp nhận, là tại vì ảnh kể là do anh một phút là vài phút thôi, anh nói chuyện vài phút thôi. Tại vì chia sẻ về cái gì tâm tư của ảnh, thật sự ảnh đang tìm một người vợ là để mà gắn kết để làm ăn với nhau, thu xếp gia đình cho ảnh. Lúc đó là Sang ở đâu? Lúc đó em đang ở Long An anh. Còn là vợ em là... vợ em thì ở ngoài Hà Nội luôn. À em công tác ngoài đó, em đi làm ngoài đó là sao? Em là ra ngoài Hà Nội là sắp đi Nhật á anh. Nghĩa là em đăng ký đi Nhật mà em chưa kịp thì lúc đó là anh Sang mới gọi tiếp chuyện điện thoại thì anh mới mời em về Long An. Sau khi điện thoại hai đứa trao đổi nhau rồi mới hẹn gặp mặt. Hẹn ở đâu? Hẹn xuống rước vợ em ở Tân Bay Sơn Nhất. Em cho leo cây 2 ngày á. Vậy hả? Dạ em đâu có gặp liền đâu, để em thử coi sao. Xếp điện không bắt máy luôn. Điện thì không bắt máy. Là em ra sân bay rồi gọi điện bắt máy. Không bắt máy luôn. Tới 5 giờ chiều mới điện mới bắt máy là mắc lịch rồi nè. Giờ em ở đâu? Em đang nhậu xỉn rồi. Lát nữa 8 giờ anh xuống rước. Cái 8 giờ em điện lần nữa. Tắt máy luôn. Trời ơi. Là em nói rồi tính Tết rồi đó. Tại lúc đó bạn em không có cho về. Nó rủ là tại vì lâu quá. Em nói rồi. Rồi gặp kiểu này là thôi rồi. Chắc mà là sao em không quay trở về Long An rồi. Em quay về. Quay về em chuẩn bị đồ ăn đủ rồi. Đừng ngày sau đừng bà nói bà về. Về chuẩn bị xong điện bà không bắt máy tiếp. Rồi lần thứ 3 thì sao? Lần thứ 3 thì xuống tới chỗ rước về. Coi như lần thứ 3 em mới gặp được vợ em. Cái lần đầu tiên hai bạn chạm mặt nhau ở ngoài đời như thế nào? Em thấy anh sao?
em nhớ là ảnh lấy xe con ảnh đón em. Em cũng chào anh rồi kia nha, anh cũng chào mà anh không có dám nhìn em, anh không dám nhìn mặt mà thẳng vào mặt em. Đẹp không dám nhìn. Em nó không làm như bộ này kiểu đi chảnh với mình lên thì sao á nha. Cái em hỏi chứ anh có giận em không? Cái nó không có gì. Không có giận chứ xong hết trơn. Đi lên chiếc xe, trời đất ơi, lên chiếc xe em nói hả? Xe nó gặp cái xe con đó, nó không có cái máy lạnh á, anh lên rồi chạy chút xíu cái nó tắt. Chút xíu cái nó tắt. Không phải anh, mình xe kiểu nó sáu máy nó cũ quá đó. Rồi, mình bật máy lạnh luôn á anh. Bật máy lạnh luôn á là nó chịu không nổi lúc B. Lúc B tại quê ngã tư luôn. Cúc đó dạ. Anh biết sao, mồ hôi anh nó đổ. Đâu ào, em sửa quê rồi. Nữa quê nó tướng bả mặc đồ sang chảnh còn mình rước xe vậy đó rồi kiểu này chắc bỏ mình sớm ở nó trời em giái luôn nó tự giái ông bà giái ở bên mình nổ máy để em đề cháy cái máy đề luôn em đề phản là 35 cái nó mới nổ máy nổ con cái là chạy về tới nhà luôn hên quá đâu quá từ đó sau em không dám bước lên xe đó nữa em mua xe mới luôn. Em thấy cái ngày đầu tiên á ấn tượng là tại vì thấy ảnh cũng tót cái mồ hôi, ảnh cũng nhiệt tình đi đón em rồi tót cái mồ hôi cộng thêm chiếc xe nữa nó hoành hành ảnh á. Em thấy giống như là ảnh cái chân tình đó nó lộ ra ngoài cái nét mặt nào đó là em đã thấy cái được ở chỗ đó rồi. Khi mà đi trên đường về á thì ảnh chở em về nhà gặp mẹ ảnh. Thì thấy cái gia cảnh ở nhà thì có một mình mẹ với anh à. Là anh thì đi làm tất bật thì nghe mẹ anh kể tại mẹ anh năm nay cũng bảy mấy tuổi rồi cũng mong muốn là có một người dâu để về mà chăm lo cho ảnh thì chủ yếu là như vậy thôi. Cái tình thương của ảnh á mới đầu ảnh về dành cho em hay là đầu của em mặc mấy ngày á ảnh gom ra hết tất bật làm như xông xáo giống như là hai đứa quen là từ đời nào lẫn ảnh lo những cái từ ly từ tí là ảnh về anh tự anh giặt tay đó em về em thấy anh tự anh giặt tay đồ cho em nên là em ấn tượng đó là kết chỗ đó đó. Nhưng mà anh hỏi thiệt nghe sang cái đó dạ. Là em làm thật lòng hay là dạ, thật lòng. Em làm màu? Dạ thật lòng. Cái gì em cũng biết đó. Vợ em chăm sóc từ A tới Z. Móng tay khó như thế này em còn làm được mà. À về cái móng tay của em. Dạ, cái móng hôm nay là chuẩn bị cho vợ một bộ tay. Như vậy là em đi tiệm, em đi sơn mấy ngày được 2-3 ngày. Cái anh học lớn. Anh học lớn cái đầu anh về anh bắt trước cái anh đi mua nước sơn. Mua cọ về rẻ luôn anh. Nhưng mà ở dưới nhà là lâu không? Dạ em ở cũng được vài ngày gần tuần. Gần có tuần á anh về cái em rủ trước em rủ đi tắm rủ anh đi tắm à dạ em mừng anh luôn. Cái không gian những cái tình cảm ảnh là dành cho em á là giống là cái thật ở trong đó đó hai đứa đã thích nhau trong điện thoại rồi gặp mặt hiện tại ngoài càng thích hơn nữa tự nhiên cái rủ vô tắm ở đó dưới LA đúng không dưới nhà sang đúng không dạ thì đi chuyện gì đến nó sẽ đến đến nó sẽ đến chuyện gì đến vô Thảo có tắm cho sang không? Có. Dạ không đó mới vừa vô cũng ngại lắm anh. Sửng sốt có lâu quá rồi mình thấy kỳ kỳ cứ thấy hơi ngại. Hôm đó em đứng em chết trăng vậy nè. Cái cảm giác của nó như nào? Trời ơi, lần đầu tiên khó tả lắm luôn. Tắm trong nó lần tại nhà mình nữa. Dạ nó lần mình luôn kể không được. Nói chung là sẵn khoái lắm anh. Mà tụi em là hòa hợp về mọi chuyện đúng không? Dạ đúng dạ. Nói chung là hai vợ chồng là nó giống nhau là hầu như là 99% kể cả tính tình. Nói chung là thân thể em có gì vậy có đó. Đừng cái nốt ruồi cũng giống nhau nữa nghe. Đúng rồi. Nốt ruồi nó mập chỗ ấy á, chỗ kính á giống y luôn. Có luôn hả? Có luôn. Em mấy một giờ em mấy một giống y chang hết luôn. Trời đất ơi hay vậy. Ấn tượng luôn á anh làm lúc nào về có nhiều cái lắm. Anh cất giọng hát lên cũng rất là hay. Cái anh kêu em á hát một câu giọng cổ đi. Cái em nói thôi em người Tây em hát được, em hát giọng cổ được. Thôi bây giờ hôm nay em hát thử một câu giọng cổ cho anh nghe đi sao? Dạ. Sau dạ. Đó là tới Sang phải đáp lại một câu trong chuyện tình không dĩ dạng nha. Dạ. Tái hiện lại cái thời gian mà hai bạn coi như là song ca với nhau. À. Dạ em hát cái bài ruột của em hay hát á là bài Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo. Rồi. Dạ. Vô giọng cổ nha. Dạ. Bóng ai thập thoáng dưới trăng có vài anh giải phóng quân về thăm xóm nhỏ. Để nhớ lại ngày nào sóc bom bo còn mịt mờ trong khói lửa. Người bom bo sống giữa cam hờn. Quá em ơi. Hay quá. Anh rất mê cái câu này của cô vợ em hát mà em nổi óc luôn anh. À, thật sự anh rất mê cái câu này của nghệ sĩ Tú Thanh Kim Huệ mà trời ơi bữa nay em nghe trời ơi em nghe là cái làn hơi này
Ôi hay quá em ơi. Ừ, hôm nay ghế luôn. Về làm mưa làm gió ở địa phương em lấy hai giải rồi. Mà hai giải rồi hả? Cái gì hay vợ chồng sinh ra. Vậy hả? Rồi giờ tới em đi. Em đang là khang tiếng, em cũng bên cương cổ hơi dài. Lên một câu. Rồi. Người ta thì hát á là một câu, còn em hát là một câu hay hơn. Một câu hay hơn. Bây giờ em hôm nay em bị bệnh. Không sao cả. Rồi. Này hơi xa cách. Đứng lên luôn, đứng lên đi cho nó có hơi. Yo. Thôi thôi Thảo ơi, đừng gọi tên sáng nữa mà chi cho giây phút chia ly thêm nặng sầu đứa thèm. Vì lắc nữa đây dù hai ta mà được một phút đời dịu duyên thì em ơi lưu liên mà chỉ yêu đương để làm gì rồi tính cũng biết ly. Về đi em đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ rưng sâu. Rầm trời ơi. Quá. Cái cặp bờ dòng này phải tham gia chương trình chuông vàng vọng cổ đi. Dạ ơi, hôm nay em hát đủ luôn. Nhờ anh với chị. Trời ơi, quá. Nghe nè, tụi em vậy là tụi em giống như là hợp quá luôn. Tức là cái gì cũng hợp á đúng không? Từ cái giọng hát rồi cho tới cái lối sống, cho tới cái sở thích. Mà em có tật sống vậy nè. Giờ em hát hay anh, công nhận đúng không? Mà đi hát ai cũng đồ song ca đó. Mà em nói trước, ai cũng đồ xích lên song ca vợ em. Em mới nói người nào lấy giải được duy nhất tôi đi hát. Tôi hát dở thiệt. Nhưng mà em ráng em hát lát đi về mình đó. Anh nói trước mà hát người ta lát đi bộ. Đi bộ về em về trước. Là ghen đó. Ông ghen gì lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà em thì sao? Em có ghen với anh Út không? Dạ có chứ anh. Ghen ai không có ghen. Em ghen dữ lắm. Em ghen sao? Em bắt ảnh sao? Đó, em ghen vậy nè. Ảnh đi ra ngoài đường, ảnh đi với em, ảnh ghen nó trời em nhỏ đẹp em. Tự nhiên đó, ủa sao đi em mà anh tự nhiên em không đẹp á, ghen nhỏ ra đẹp. Tự nhiên cái máu em mới lên tới đây rồi đó. Em hành động sao? Em làm trời sao? Trời ơi, cái em nói không được nha, em ngắt em nhéo anh dữ lắm luôn á. Em nói không được nha, anh không được không, với không, em nha. Nói nhẹ nhàng thôi, mặt xỉ thôi. Thồng thôi, xỉ mà thồng thôi. Trời tả ghê đi. Sau bao lâu tụi em làm cưới? À, dạ, khoảng 2 tuần rồi. Không, cần 1 tháng em. Cần 1 tháng hả? À? Dạ, dạ. 1 tháng rồi. Dạ, dắt gì dưới ra mắt, coi gia đình với... Lâu quá, trường kỳ quá rồi mới đám cưới. Dắt đi gì dưới coi. Dạ. Có chịu rễ không? Trời ơi, hồi đó bà cũng dắt về mấy người rồi, bây giờ đâu chịu đâu. Về á, cha mẹ em giống như là nhìn ảnh nó hả, nói chung là chịu liền. Kêu ra gấp cưới liền. Ai cũng khen điếu đổ nó thôi, trời mày lấy chồng đi. Chị Hồng Giang với Quốc Thượng biết sao bị hồi xưa giờ gặp toàn là Lý Thông không à? Lý Thông. Không có thật xanh. Bây giờ này thật xanh. Thật xanh đúng không? Trời ơi, thấy ghét thiệt chứ. Một tháng sau là đám cưới luôn. Là nghe được mấy tháng rồi cưng? Nay cưới nghe được mấy tháng? Chợ có hơn. Ngày 11 tháng 6 mà làm giấy kết hôn. Mà đúng có ngày 21 tháng 7. Tính từ thời điểm quen nhau, từ gặp nhau ngủ chung. Đã 6 tháng. 6 tháng hơn rồi. Trời đất ơi, dài lâu. Dài hơn quá. Trường kỳ. Dài. Rồi, từ lúc cưới nhau tới bây giờ là mới có 4 tháng, 5 tháng à. Dạ. Son quá son luôn rồi. Dạ. Rồi chắc là dính nhau như Sam đúng không? Dạ. Hình như là không thể rời nhau. Chưa bao giờ mà xa nhau quá một. Có bao giờ một mà không đi sang lấp mặt bằng mà cô ấy đi theo luôn không? Có chứ anh. Hiện tại nè, ngày hôm nay luôn. Em đi làm buổi sáng. Bữa nay xe nó hư, em phải tới em sửa phụ tài xế là mình mày em nhớ không? Là dẫn chở vợ theo. Bỏ lên xe bận mới lạnh. Để trên xe xuống thì có đi trên xe thì sợ em buồn nên là mua những cái đồ ăn lặt vặt cho em nên là giết rồi em về. Từ lúc em về với anh là 58 kg mà giờ là 68 kg rồi. Những lúc mà đi vệ sinh cũng đi chung nữa. Trời ơi, đi vệ sinh mà cũng đi chung nữa. Dạ. Dạ. Nên dính người gì xàm vậy là đúng rồi. Sợ ông mất cái gì chổng hay sao mà đi chung. Không phải anh, có nghĩa là ở miền quê mà cái nhà vệ sinh nó hơi xa tí xíu. Cái nhà mà em thì sợ ma. Em sợ ma nên em phải kêu anh đi theo. Em phải kêu anh theo. Bây giờ còn tắm chung không? Dạ còn. Còn tắm dạ, chung? Dạ, giận, ví dụ như lâu hai đứa cãi nhau rồi nha. Mà không cho em là, không cho em được tắm riêng. Cãi nhau vậy đó. Em, giờ em có tắm không? Cái nó không? Không, đang giận mà tự nhiên kêu đi tắm chung là sao? Anh đi tắm đi, mình anh đi. Cái này không tắm luôn. Bắt em là phải vô tắm đàng hoàng. Bây giờ sao ta nãy giờ kể chuyện toàn là thấy màu hồng. Dạ. Cái gì cũng là tươi vui cả, hạnh phúc cả. Có lẽ là không có cái tật xấu gì mà lòi ra đúng không? Dạ, dạ có nha. Có chứ. Đâu sao đâu, tật xấu của cổ sao? Cổ hả? Không thích em nhìn phụ nữ đó. Em thí dụ như chị Hồng Vân đó. Em theo chờ chị hôm nay chị đẹp quá. Không nói gì đó. Chút mặt xì xuống là em biết khó chịu rồi. Về kiếm chuyện. Ghen quá phải không? Yeah. Ghen quá. Ghen. Lắm lúc về khi em lớn tiếng anh. Em nạt lên cái là bà khóc.
bà khóc suốt cái lát bà trốn mất tiêu. Không đi đâu, đi vòng vòng nhà anh, trốn nhà anh, đi kiếm đâu được đâu. Mà trời mưa nó ác lắm, đi lội tay chân mình mẩy em sình bùng không đi kiếm, coi có lọt kinh lọt đề gì không. Kiếm đã đời cái vô thấy em thấy tội quá, tự mò vô. Tại em thấy kiếm, tại em trốn trong cái nhà kho á, nên là em nghĩ là giống như là vợ chồng mà gần nhau quá làm gì lâu lâu á ha, nó cũng nhàm chán. Em nói không, lâu lâu cãi nhau bữa rồi xong trốn trong chừng tiếng cho tìm chơi đâu này kia đi. Thiệt, trốn mà em thấy ảnh tìm mà mấy cái ao này kia, ảnh xuống ảnh lội đâu. Sao phải lọt đìa đó. Lọt đìa. Rồi còn gì nữa không? Mà mỗi khi giải hòa như vậy em vô năn nỉ mà cũng còn giận. Năn nỉ xong rồi phải làm chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Lên hiểu không? Sao chứ? Chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Mỗi lần giận là vô là giảng hòa là phải chuyện ấy cái rồi cái là tự nhiên hết, mà nay đi ngủ. Mà ngủ thì có ôm ấp được không? Phải ôm chứ. Dạ. Nằm trên tay em suốt à. Tật xấu liền. Của bà là bà ghiền, bà hứa nách. Lâu lâu quẹt cái hửi, hỏi làm gì ông ghiền. Em tha mà, em tha như nước hoa đó anh, nước lăn á. Bà không chịu, bà chửi bà đem dục đó. Em thích thiên nhiên, tự nhiên. Thiên nhiên, nghĩa là cái mùi của chồng mình đó là mình phải thích như vậy. Cái gì đặc biệt này kia, tao giống như mùi gạo mới này kia vậy đó. Rồi chắc là hết rồi. Bây giờ tới em nó thảo. Không, tật xấu của em là anh. Hậu đậu. Hay quên mà hậu đậu nữa. Nghĩa là làm cái này chút xíu bỏ cái này cái quên mất tiêu rồi. Với lại không có ngăn nắp này kia. Chồng em thì ngăn nắp sạch sẽ. Ví dụ như em làm tới đâu em bày đâu thì chồng em dọn tới đó. Vậy đó. Vậy là thêm cái bừa bộn nữa. Đó là thêm cái bề bộn. Không thấy mà vợ khui hết. Vợ tự khui tự nhận luôn á trời. Rồi sẵn anh nói ông. Rồi giờ nè, tật xấu ông có không? Có, lớn tiếng. Lớn tiếng dữ trời lắm, nóng là nóng thôi, nóng như Trương Phi luôn á. Giống như là ca hát, ví dụ như là đi trong với cái tiệc đi, mà ca hát mà biết thấy em mà ca hát với ai là không được đó, là về là đùng 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 lên rồi. Không có cho mà hát chung với ai hết trơn á. Là mà, cũng là ghen đúng không? Dạ là cũng là ghen. Rồi xấu là nạt, đâu đâu nạt lên lớn tiếng kêu mày. Rồi cái đầu cái em nói thôi nha, được rồi nha. Cái từ đó nghe nó nặng lắm á nha anh. Cái từ từ mình nói mình khắc phục, cái anh nói rồi anh hứa anh sẽ thay đổi. Đó giờ là hết luôn chưa? Giờ hết luôn rồi anh, là không có nữa. Bây giờ thì Thảo nè. Dạ. Em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Nhẹ nhàng hơn, bớt nóng lại thôi chứ. Còn chuyện khác là em thấy ông xã em là hoàn hảo rồi, như là hiểu em. Rồi sang chăm sóc. Bản thân em thì em cũng muốn vợ em ngăn nắp lại chút xíu. Kỹ lưỡng lại chút, chứ đừng đi trốn em thôi. Và một điều em mong muốn nhiều nhất nữa là vợ em tặng cho em thằng cu tí. Em đang mong chờ. Yên tâm, anh sẽ hỗ trợ. Nhưng mà chị nói nghe nè, em có nhậu không? Dạ có mà bỏ. Ít lắm. Ít lắm chị. Bỏ luôn đi, cần phải gọi là phải là có kế hoạch trong vấn đề mà lưu trữ tinh binh. Hiểu dạ, không? Chứ là không có phải là ngày nào cũng tắm không được. Dạ. Tại vì hai bạn đều ở cái tuổi gọi là lớn rồi. Dạ. Thì thành ra là mình muốn cho con nó khỏe, nó mạnh mà là mình phải tính. Dạ. Phải có kế hoạch. Rồi chúc cho Sang với Thảo nha, luôn luôn hạnh phúc. Chúc cho hai em qua năm sau bác sĩ báo tin vui và cuối năm có một thiên thần xuất hiện ở tại Long An, tại ngôi nhà của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Có thật gì chị em dân. Anh Thuận chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Hoàng Nhân, năm nay 28 tuổi. Quê em là ở Đồng Nai, hiện làm việc và sinh sống tại Bình Dương. 28 tuổi. Dạ. Người đàn ông không tuổi hay sao vậy? Làm tôi tưởng 21 tuổi á. Dạ. Trời đất ơi, cái gì mà trẻ dữ vậy hả? Cái thực đơn là gì vậy? Thì cũng ăn cơm uống nước bình thường hả chị? Ăn cơm. Có gì lạ lạ nhớ chị anh nghe để anh ăn để anh giúp tụi anh lại. Đó. Dạ. Đó. Công việc của Nhân là gì? Dạ em làm kế toán kho. Còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý khán giả có trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích, hôm nay em 25 tuổi, công việc hiện tại của em là kế toán. Đừng bây giờ tính tiền của hai vợ chồng này. Tính không lại luôn. Kế toán rồi đó. Dạ. Em tính dữ lắm anh. Tính không lại. Hai em gặp nhau ở đâu? Ấn tượng của nhau là gì? Vợ chồng em thì quen nhau qua mạng xã hội. Lúc đó thì em đi nghĩa vụ, thì có nói chuyện nhắn tin qua lại với nhau khoảng tháng. Thì thấy cảm thấy mến vợ em á. Hẹn gặp nhau.
trong quân ngũ thì không có được đi ra ngoài thoải mái, phải hẹn vợ em vào trong quân ngũ. Kỳ đó là chắc còn nít hơn bây giờ nữa đúng không? Đúng rồi chị, hồi lúc đó không phải được. Em ốm lắm. Mà cắt tóc ba phân nữa, nhìn nhìn mắc cười lắm, mặt thì dài, hiền, dễ thương. Còn bạn này sao, lúc mà gặp bạn gái thì lúc thích liền không? Gặp vợ em thì thấy cũng bất ngờ lắm chị. Trong suy nghĩ của em cứ nghĩ là một người đẹp và cao, nhưng mà khi gặp thì thấy rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Với lại nói chuyện thì rất là dễ thương, hoạt bát. Có thích không? Có thích không? Dạ có. Là thích luôn. Dạ. Coi như cảm giác đầu tiên hai đứa là thích nhau hết. Thích nhau. Rồi bao lâu thì em mới tỏ tình với? Dạ thì lúc đó gặp về là tối đó là nhắn tin tỏ tình luôn anh. Em nhắn là thì lần đầu tiên gặp mặt thì anh có thích em, cảm thấy thích em đó, thì em có thể làm bạn gái của anh được không? Trời ơi! Em sao? Em có trả lời là ừ không? Đâu có ừ liền đâu. Em nói chắc không biết có đàng hoàng không. Hai tuần sau thì em có đi công tác mấy ngoài bên ngoài á, bảo vệ khách sạn á. Thì lúc đó thì vợ em đi học về á, cái nhắn tin hẹn gặp nhau, xong rồi hai đứa gặp nhau nói chuyện, xong rồi lần đó mới đồng ý. Là đồng ý luôn đó phải không? Dạ tại vì lúc đó ảnh quan tâm lắm, ảnh đồ ăn đồ uống đồ, nói chung này không có cần đụng tới luôn, ảnh cứ đút mình ăn lia lịa vậy á. Vậy đó hả? Vừa chăm sóc mà vừa rung á, anh tay rung 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 vậy nè. Đút mà rung rung rớt đồ ăn ra luôn á. Dạ đúng rồi. Mới quen lần đầu mà không biết sao mà mới thấy mình mới bước tới cổng như vậy tự nhiên bay lại nắm tay mình luôn. Rồi em có giật lại không? Dạ không. Trong tuần đó thì khoảng 2 ngày sau á, ngồi uống cà phê thì ngồi uống một hơi cái bắt đầu em mới xin, em cho anh hôn cái. Dạ cái thấy không trả lời gì hết cái đè hôn luôn. Còn em có phản ứng không? Dạ chịu luôn anh. Chịu luôn. Mà chưa hôn má đâu mà, đúng không? Hôn môi luôn anh. Trời ơi. Dạ, lúc đó là coi như là trong quán là giống như là không còn thấy không ai có hết, chỉ có thấy người trước chỉ mặt còn mình hai thôi. Người với nhau thôi. Dạ. Đó dạ, đúng rồi. Đó là lần mà em được đi ra ngoài đúng không? Dạ, đúng rồi. Lại quay trở lại đi công tác được một tuần thì quay trở lại đơn vị. Mỗi lần mà hai đứa mà chia tay nhau để em trở vô doanh trại đó, dạ, thì là cái tâm trạng em sao? Sau khi yêu á thì có lần được giải phép á thì mà anh đi lên á, trời khóc quá trời khóc luôn, khóc không muốn cho anh đi á chị. Lúc mà em trong quân đội là em ở Sài Gòn à? Dạ ở Gò Giáo quân khu 7. Còn em là em học đại học tài chính marketing. Đi sát bên luôn rồi. Rồi dạ, sao đúng rồi. Về thăm là về thăm đâu? Mình đi được một năm á thì sẽ được 10 ngày phép về nhà. Em ở Đồng Nai. Em ở Bình Dương. Lần đó về phép á thì lúc đó là vợ em cũng bị bệnh, xong em phải qua nhà vợ em ở đó một đêm, xong rồi mới xin phép mẹ vợ và cho vợ em về nhà. Lúc đó trước khi về bệnh quá trời bệnh luôn, chạy bệnh ăn uống không được luôn á, sốt siêu vi á, tự nhiên ảnh về chăm sóc có bữa đó là hết bệnh luôn. Bữa sau mới về quê Đồng Nai chơi luôn. À tức là về quê chồng luôn. Dạ, dạ là bữa đầu là ảnh về nhà em xong rồi. Ở quê chồng luôn cho tới cái ngày mà ảnh đi trở lại doanh trại. Dạ đúng không? Rồi, ừ. 10 ngày. 10 ngày. Rồi ở đâu? Dạ ở nhà em luôn. Ở nhà em. Ở nhà. Hỏi tiếp đi, ta ở trả nhà lời em mà em ở phòng nào? Ở chung. Ở chung luôn anh. Ở chung nhà hay là chung phòng? Chung phòng. Dạ mới đầu hai đứa tính là về là cũng nói với mẹ em là về hai đứa ngủ riêng, về cũng kể với mẹ là cũng ngủ riêng, nhưng mà thực chất xuống dưới ba mẹ chồng cho ngủ chung. Cái vậy đó. Cái vậy chung phải vậy là sao? Cái gì dạ, tới nó cũng phải tới luôn. Dạ, đúng dạ, vậy thôi. Lần đầu tiên luôn. Dạ là mấy đêm nhẹ. Mấy đêm vậy mới được chứ đâu phải được liền. Đó là lần đầu tiên hai đứa ở bên nhau rồi ngủ chung giường. Rồi mới thực sự là được yêu nhau, được gần nhau, được đi chơi với nhau. Rồi nói chung là cả một cái 10 ngày trời được kế bên nhau. Dạ, bởi vậy lúc em đi vợ em khóc là đúng dạ, rồi. Không đúng quá rồi. Trời, đâu cho em đi rồi. Rồi sau đó thì như thế nào? Dạ, bao lâu thì em mới đám cưới? Khi vừa ra ngủ thì tụi em đám cưới luôn. Quen khoảng năm mấy, 2 năm là đám cưới á. Trong cái thời gian đó thì có những cái biến cố gì xảy ra? Cũng có, vợ chồng em vừa cưới nhau xong á thì là hay tin là vợ em có thai. Nhưng mà khi mà đi khám được tới có 8 tuần thôi thì bác sĩ báo là không có tim thai, bắt buộc phải bỏ. Thì lúc đó là biến cố đầu tiên, xong rồi khoảng 6 tháng sau thì lại bị thai ngoài nữa. Thì sao? Là vợ chồng em rất là đau khổ. Có tin vui tới chưa kịp vui hết thì lại xảy ra chuyện buồn.
Dạ. Rồi cái chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Cách đây khoảng 1 năm rồi. Bị thai ngoài xong chắc cỡ chừng 4-5 tháng gì, cái đau ruột thừa, phải mổ nữa. Cho nên giờ vợ chồng em chưa có ý định có thai nữa. Tức là trong 1 năm là có cái biến cố. Vợ em bị biến cố quá trời. Em có đi khám lại không? Dạ có, em cũng đang điều trị chị cho nó khỏe lại. Rồi bác sĩ cũng kêu thả, nhưng mà nói chung tâm lý cũng còn sợ lắm. Ra là vậy nè em, cái thai ngoài á, thì là trước khi có bí ngô là chị bị thai ngoài, thì sau đó là chị vẫn có bí ngô bình thường. Dạ. Mà lúc đó là chị 42 tuổi, thì có nghĩa là nói như vậy để cho em yên tâm là em đừng có bị cái tâm lý đó. Dạ. Nó không có vấn đề gì hết. Bản thân vợ chồng anh cũng có trường hợp, trước khi anh có đứa con ban đầu cũng gặp một cái trường hợp. Đó là không có tim thai. Yeah. Đó, không sao cả, cứ tự tin lên nha. Rồi ngoài những cái biến cố đó ra thì về kinh tế hai vợ chồng có khó khăn gì không? Dạ, cũng có. Cưới nhau thì vợ em đi làm bị mất xe nữa, mất xe máy. Là sau khi cưới hả? Dạ. Hai chồng lúc đó quảng loạn luôn, không biết sao luôn. Thực sự trời thử lòng hai đứa hay sao á? Dạ, vượt qua này. Được những cái này rồi là sẽ qua cơn bỉ cực tới thời. Dạ. Đúng rồi. Không sao cả. Sao hết. Tức là tụi em cưới nhau được hai năm, vừa tròn 2 năm luôn. Dạ. Hướng về phía trước nha. Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi nè, về ở với nhau rồi có tật xấu gì lòi ra? Dạ có anh, vợ em tật xấu cũng nhiều lắm. Đi làm về á là lề mề, cái về là quăng đồ đó cái là nằm bấm điện thoại, chờ em mà kêu đi làm gì á, bắt đầu mò lò mò ngồi dậy đi làm, bừa bộn nữa. Vô mà nấu ăn á là cứ nấu đằng trước thì em đằng sau phải đi dọn. Nấu đâu là quăng đó, không có ngăn nắp gì hết. Có người dọn thì phải để cho người ta dọn. Chơi dơ nữa anh. Chơi dơ sao đâu. Mấy mũi á, mấy mũi xong thì chạy lại chét lên người em á. À, cái đó lâu lâu cũng dễ thương mà. Chỉ có cái gọi là làm việc không kế hoạch mà về mà quăng đồ mà bấm điện thoại liền không được. Sao? Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Cái nữa là ngủ hay lấn em lột cũng niệm lắm. À, lấn, đó ngủ lấn đó phải không? Dạ, đúng. Chung thì có mấy tật xấu đó. Vậy hả? Dạ. Còn em, chồng em có tật gì không? Chồng em cũng đâu có chơi dơ dừa đâu. Đi làm về cái chân, em nói là chân chồng hôi quá vậy, sao hôi quá vậy, cái là đưa cái chân vô mặt em liền. Nè, hôi đâu hôi, chồng thấy thơm mà. Chơi dơ dừa cũng vừa lắm, quề đi quề cái vụ chay chét với cái vụ mà dớ đi. Rồi còn gì nữa? Hồi mới quen cái ở trong quân đội mà mua quà mua đồ được cho em luôn á. Mới cưới xong nhiều mà lễ rồi quên hết luôn, không nhớ gì hết. Tật hay quên, vợ nói tới sinh nhật vợ nha, nhớ tặng sợi dây chuyền đó cho vợ nha. Vợ đi về cầm cái bánh kem vô, đó anh chị biết tặng gì không? Gì? Chai xà bông Lay Boy á. Còn khuyến mãi thêm chai nước rửa tay nữa. Kinh tế nhà ai là người giữ? Em giữ. Bởi vì ổng đâu có tiền đâu mà ổng tặng. Bà đòi sợi dây chuyền. Mà ta đòi thì bà giữ. Kinh tế mà giữ, bây giờ ổng mà mua sợi dây chuyền chắc chắn câu đầu tiên bà hỏi tiền đâu có. À, vậy đó. Nhưng mà dù gì ta cũng còn cái thành ý ta tặng chai xà bông. Bất ngờ, tấm lòng của em. Bất ngờ là được rồi. Đúng rồi. Bây giờ em mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là đừng có lề mề nó bừa bộn, khi làm về thì làm công việc xong đi rồi không muốn làm gì thì làm. Vợ làm được. Dạ làm được. Ủa mà nhà mình đâu có gì làm đâu chồng. Chồng làm hết rồi thì vợ bấm điện thoại thôi. Dễ thương không? Chồng em là số 1 luôn á. Chồng làm ghi kỵ như là mình nhõng nhẽo vậy á. Làm biến luôn á. Hồi đó làm xuyên nhiều, vợ cưới chồng về là làm biến nhiều luôn. Chân nói tại chồng mà vợ mới làm biến vậy. Dạ, đúng rồi, thương vợ. Thương vợ. Dạ. Thương vợ gì, có mong muốn chồng thay đổi gì không? Dạ thì em chỉ mong muốn là chồng lâu lâu lãng mạn với vợ xíu nữa. Dễ thương quá. Thôi nói chung vậy nè, riêng với tụi em á thì giờ tụi em cố gắng, nhất là bé đừng có áp lực gì cái chuyện đúng đó vậy. Nữa. Mình áp lực cái tự nhiên nó cứ vận vô, nó làm cho mình bị sợ hãi. Dạ. Cái tự nhiên nó thành thiệt, không có cái gì hết trơn á. Chúng ta phải hướng về tương lai, hướng về các thiên thần của chúng ta. Đấy chưa? Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc nha. Làm ăn phát tài, năm sau có nhà mới, và đặc biệt bác sĩ báo tin vui, và cuối năm có một thiên thần tuyệt vời xuất hiện trong gia đình các em. Yeah. Cảm ơn anh. Rồi nha. Đó, hai chồng đụng đầu rồi. Đụng đầu. Hai đứa đụng đầu nhau. Mời hai em giới thiệu về mình.
Chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Bá Thành, đến từ Tây Ninh. Năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty thực phẩm. Rồi mời em. Em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Em tên là Cẩm Tiên, hiện đang làm thủ kho cho một công ty tư nhân. Thành. Tiên. Thành Tiên. Đó, ác trong này là... Này chồng này chắc ở đâu tới nè, bây giờ là thành nhân rồi nè. Để coi coi hai người sẽ gặp nhau trong rừng không nha. Rồi, ủa nhưng mà hai em nói là hai em ở đâu? Dạ. Hiện tại đang sống ở Tây Ninh. Tây Ninh mà. Nhiều khi gặp nhau trên núi. Trên núi, Tây Ninh. Trung quen trên núi. Đúng không? Đúng không? Dạ không. Thôi thôi em bỏ nghề đi, mệt quá. Làm ông mụ thôi. Ừ. Đâu hai đứa quen nhau sao đâu, kể mọi người nghe đi cưng. Lần đầu tiên thì tụi tôi gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai vợ chồng cùng là sinh viên được nhận học bổng của quỹ, một quỹ học bổng. Thì... À, gặp nhau ở đồng bằng. Không phải là trên núi. Gặp nhau ở Sài Gòn. Là đồng bằng. Đúng rồi. Hai đứa cùng học ở trong trường mà gặp nhau đúng không? Dạ, học khác trường. Khác trường. Thì của một quỹ học bổng ở ngoài chứ không phải của trường. Cơ hội nào mà gặp nhau? Họ tổ chức họp mặt cho các sinh viên cùng được nhận tài trợ. À, cùng được học bổng đúng không? Cái cơ duyên nó kỳ lắm. Dạ. Phải, rồi lúc đó là bắt đầu chạm mặt nhau. Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà Tiên nhìn thấy Thành, Tiên có ấn tượng gì không? Dạ hồi đó tại trong cái đó cũng đông lắm mà. Cho nên là em cũng không biết chồng ai, em là ai trong đó hết. Dạ. Tại hồi đó em làm ban đại diện á, em chỉ lên chương trình, em thuyết trình rồi thôi. Còn chồng em ngồi ở dưới là chồng em biết em thôi, em không có biết chồng em. À. Dạ. Rồi giờ hỏi Thành nè, thấy bạn sao? Có ấn tượng gì bạn không? Dạ lúc đó thì thấy vợ nó cũng thấy tròn dễ thương, đúng cái mẫu người mà em thích. Ít người đàn ông nào thích vợ tròn lắm. Ông này thích vợ tròn, gặp đúng bà Tiên tròn. Là bà Tiên tròn do. Dạ. Ừ, thích thôi chứ cũng chưa có làm quen tìm hiểu. Tình trạng của em lúc đó là như thế nào? Độc thân hay là có người yêu rồi? Cái lúc đó như vẫn còn độc thân nhưng mà sau đó vẫn có người yêu. Tới khoảng 4 năm sau thì mới liên lạc, mới gặp lại bạn yêu. Bạn vợ. À, à hiểu rồi. Tức là cái lúc đó là gặp nhau thôi. Nhưng dạ. Mà 4 năm sau mới yêu. Mới yêu nhau. À. Dạ. Còn Tiên thì không hề biết hả? Rồi chỉ có hẹn gặp mặt lần đầu tiên thì hai người gặp thì mới biết thôi. Tức là cái lần gặp mặt đầu tiên của hai em. Dạ. Là cách nhau 4 năm. Hai đứa cũng gặp nhau nhiều lắm á, nhưng mà em không có biết bạn đó. Để bà Tiên mới kể coi đâu. Sao nào? Kể coi. Rồi đó là bên tổ chức đó là cũng tổ chức nhiều hoạt động á, cũng gặp nhau nhiều lắm. Nhưng mà tại em không có biết chồng em, tại hồi đó đông lắm. Sau 4 năm á thì hồi đó em chia tay người yêu. Chứ xong em nhắn tin, không biết hồi đó thì sao nhắn tin cho chồng em nữa. Chồng em kêu em là chồng em ít nói lắm, em cảm thấy chắc cũng không hợp đâu. Nhưng mà sau này kiểu như chia tay rồi chứ cũng buồn, cũng muốn có người dẫn đi chơi rồi á. Cho nên là hẹn chồng em, hồi đó là ngày thứ bảy em về dưới nhà em chơi, xong chủ nhật em lên. Mà hồi đó là chồng em ở dưới Tây Ninh rồi. Chồng em kêu là bữa đó gặp mặt có được không, em lỡ kêu được rồi. Mà em đi lên xe, em đi lên đây em suy nghĩ là có nên gặp không, tại vì cũng quen biết, thí dụ như mà lạ lạ thì mình gặp mình không thích mình bỏ cũng được, còn đằng này là chung một hội á, bỏ không được, bỏ không được, kỳ lắm. Nhớ mà quen rồi bỏ là rất kỳ đúng không? Dạ kỳ lắm. Ừ. Em mới gọi điện cho ảnh, em hỏi anh đi tới đâu rồi, anh kêu là anh đang đi tới Củ Chi rồi, bây giờ kêu người ta quay về thì cũng tội quá đúng không? Dạ thôi đồng ý gặp luôn. Khi mà gặp nhau thì thấy thế nào? Em thấy cũng bình thường. Còn bạn này thì sao, bạn Thành thì sao? Chưa gặp là cũng có liên lạc nói chuyện rồi, trước đó cũng hơn nửa tháng, với cũng biết trước rồi, tại có để ý vợ trước đó nên là, em là em thích bạn đúng không? Em thích bạn Tiên, nên khi em gặp rồi là em thích luôn đó đúng không? Dạ. Đó. Trong cái lúc mà gặp nhau vậy á là ảnh có nói chuyện nhiều không? Ảnh kêu ảnh ít nói nhưng mà em thấy ảnh nói cũng nhiều á. À, sau cái lần đó thì đúng bao rồi. Lâu mới yêu nhau? Trước đó là cũng có tỏ tình với vợ rồi. À. Vợ cũng đồng ý rồi nhưng có nghĩa là trước khi gặp mặt là đã tỏ tình rồi á. Dạ. Tỏ tình qua Facebook rồi luôn. Mà vợ đồng ý rồi cho nên hôm đó mới gặp mặt đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà nãy bà mới xì ra kìa, bà nói không ấn tượng gì hết trơn. Dạ rồi đó, con cũng biết rồi. Dạ, chắc là hiểu hoặc hay sao á. Ừ. Đó. Rồi sao rồi bao lâu thì mới bắt đầu cảm thấy là yêu mến anh này? Nửa năm hả chồng?
không hả? 3 tháng rồi. À, dạ, cái hồi nói chung là cái hồi mà em bị tai nạn á, bạn em chở em về mà bị té xe á. Chứ xong em vô bệnh viện, anh này mới từ Tây Ninh lên thành phố chăm sóc em. Lúc đó là em mới có cảm tình. 3 tháng sau đúng không? Dạ. Là sau cái cú tai nạn đó thì bắt đầu em mới quý anh này, mới thương anh này. Dạ. Đứa mới chính thức yêu nhau. Dạ, trong cái thời gian nằm viện á, anh chăm sóc em đâu á, thì em mới hiểu rõ được cái tính tình, thì lúc đó là mình mới xác định. Cái anh làm gì cho em? Đút cơm cho em ăn. Đút cơm cho em ăn. Đút cơm hả? À. Dạ. Hồi đó em bị gãy tay này nè. Rồi sau đó là chăm sóc suốt ở trong bệnh viện này, là có về nhà chăm sóc nữa không? Sau em về Đồng Nai thì lâu lâu anh cũng xuống anh thăm. Xuống dạ. Lần lúc mà vợ mới bị tai nạn á, cái nghĩ là bị nhẹ thôi nên là vợ không có dám gọi cho má nhà biết, mà vợ ở phòng trọ cũng không có cho người lạ vô nên là mới dẫn vợ ra khách sạn để tiện chăm sóc thôi. Muốn khách sạn sang quá chị ơi. Mà bao lâu? Chắc khoảng 4-5 ngày. Trời ơi, ngày chăm sóc ở trong khách sạn là lửa gần rơm luôn. Đúng không? Nó có bùng cháy không? Thiên cười kìa. Dạ, nó bén một lần, hai lần, lần thứ ba chứ nó bén luôn. Có bén không? Có cháy nổ trong khách sạn không? Đúng không? À, như vậy là trong đó luôn, phải không em? Lần đầu tiên của ai? Là nội bộ trong 4-5 ngày đó là đã xảy ra cháy nổ đúng không? Dạ. Đúng không Thành? Dạ. Trước đó cũng có đi chung nhiều lần, tại đi vợ dắt vợ đi du lịch á, cũng ở chung nhưng mà không có... Không có bén. Chưa bén, dạ. Chưa cháy. Chưa có bén. Dạ. Đúng không? Ông gan thì tay người ta gãy mà ông muốn cho gãy thêm lần nữa đúng không? Như vậy là trước khi thành tiên là em đã thành công rồi đúng không? Như vậy là gì? Nhưng mà cái lúc đó là tay em đang đau mà đúng không? Dạ. Gãy mà đau gì? Gãy. Chà, như vậy chắc cũng khó, vất vả lắm mà đúng không? Cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà thích. Nhưng mà thích. sao thích vậy? Tay chân ngay đơ có cụ quậy gì được đâu? Tại có cảm giác mới. Nghĩ là cán cuốc luôn. Ủa nhưng mà cái lúc mà anh đòi anh gợi ý đó, dạ. em có từ chối không? Có, lần đầu tiên em từ chối, lần thứ nhất đó, trong cái đêm đó luôn có đòi. Nhưng mà em từ chối, em kêu là tay tôi đau á, không có làm mạnh gì được đâu. Ngủ đi. Vậy là cũng đắp mình ngủ chị. Đắp mình ngủ xong ngủ được khoảng tầm 10 phút lại dậy nữa. Lại đòi nữa. Dạ. Tới sáng luôn á. Sao nữa? Em hỏi quá, em nằm muốn làm gì làm đi. Là đêm đầu tiên là lấy rồi. Cái đêm đầu tiên là ngủ bình thường, có đêm thứ hai ở trong khách sạn á. Là không cứ sầu quần hoài á. Rồi thứ hai là em mệt mỏi, em nói tôi muốn làm gì đó làm đi. Ok. Rồi cuối cùng mà thấy cũng thích thấy nữa. Nên để luôn. Để luôn. Anh muốn quay lại cái kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa quen nhau đó. Cái thời gian mà lúc mà em yêu bé Tiên á, đi chơi á, khoác ôm eo nữa, hung hay là nắm tay nắm chân gì á, là em có chủ động em làm gì đó? Dạ có. Mà lần đó là lần đầu tiên gặp hay là lần thứ mấy? Dạ lần đầu tiên. Ở đâu? Lần đầu tiên ở đâu? Phố đi bộ. Lần đầu tiên mà làm gì em? Ôm eo em nghĩ chắc cũng không được đâu, không đàng hoàng lắm đâu. Dạ tại mới có lần đầu tiên à. Đi bên đường cái thỏ tay qua ôm đúng không? Dạ đúng rồi, ôm mà còn kéo sát lại nữa. Kéo sát em lại luôn. Dạ chứ không phải ôm bình thường. Mà để vị trí này hay là có không, lên, để không? Vị trí này thôi. Mà em đã nghĩ trong đầu lần này không được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có phản ứng không? Em có phản đối không? Dạ không, sao hồi đó em cũng để yên luôn anh. Thì đó trời, vị bà cũng đâu được. Dạ. Nợ cái lần rồi. Tình cảm của hai đứa nó dễ thương quá. Quá đẹp. 3 tuần nữa là được 5 rưỡi. Có tin vui chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Ủa mấy em có muốn tin vui liền không? Dạ muốn. Dạ, muốn đúng không? Rồi anh chúc đi anh chúc. Nghe. Dạ. Rồi. Tật xấu trước đi rồi chúc anh đi anh chúc cho ông ơi ông ngủ luôn đó. Đấy, năm đi. Bây giờ dạ, này tật xấu của ông Thành là gì Tiên? Dạ nhiều quá anh, em kể từ từ nha. Ngủ gáy anh. Ngủ gáy dữ lắm. Em quy định là anh không được ngủ trước, anh ngủ trước là em sẽ đánh anh dậy để em ngủ, xong rồi anh ngủ muốn ngủ thì ngủ. Cái thứ hai nữa là giận vợ hay là giận chuyện gì cứ bỏ nhà đi thôi. Giận dỗi bỏ đi. Dạ bỏ đi mà không đem tiền, không đem theo điện thoại, rồi không đem, nói chung là không đem theo một cái thứ gì liên lạc hết á. Rồi ở nhà rồi dù có chuyện gì, ví dụ vợ gọi thì sao được đây? Thì tính đi ra ngoài xíu thôi, đặng cho vợ xả bớt dạ, rồi mới quay lại. Chừng về em hỏi đi đâu vậy, kêu đi về nhà má dưới Đồng Nai á mà đi bộ.
Em hỏi là đi bộ chừng nào tới, cơ 4-5 ngày cũng tới. Nhưng mà thực ra là chắc không có về, mà chắc ngủ đại ở công viên hay gì đó đúng không? Dạ. Có khi nào về xuống tới Đồng Nai thì không? Đi bộ thì không? Dạ không, không có đâu chị. Giả bộ cái đá công viên nằm nghỉ ngơi đồ. Chắc ổng lang thang ngoài công viên á, chứ không có vô, không có ra la cà quán cà phê. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Cũng không có xe, cũng đi đâu luôn. Rồi sao nữa, tật gì nữa nè? Hay sụ mặt lắm. Lâu lâu em giỡn cái gì á mà không vui hay là không được ý á, là ngồi sụ giống như em bé vậy á. Anh không có suy nghĩ được cái lúc mà em sụ mặt, cái con mắt của em nó xệ tới cái nào luôn. Anh cũng thuộc dạng là mắt sụp nè em. Những lúc em sụ thì không biết nó xệ tới cái nào luôn hả? Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh thì tự nhiên ảnh giỡn thì anh sụ mặt xuống như hết vui luôn. Chứ xong em cũng sụ theo luôn. Cái lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà cái tưởng thiệt mà. Mặt giống dĩ cười đã vẫn buồn mặt rồi buồn thì vốn chi buồn. Thôi thực ra cũng đáng yêu mà, chỉ có hay giận nè, hay giận dỗi nè. Hay nói chuyện cọc lóc với vợ nữa. À cọc lóc, điện thoại đi chứ, nhiều khi đi ngoài công viên, nhiều khi bị ma nữ bắt cái sao gọi điện với vợ được. Giận cũng đem điện thoại đi. Nghe rút kinh nghiệm lần sau thì hai chồng khỏi gây lộn đó. Thì cái chiêu đó cũng được, nhưng mà phải cầm điện thoại theo. Để lỡ có gì á, vợ nó còn điện, ví dụ vợ ở nhà mà lỡ nó có đau bụng hay là này kia nọ nó điện đúng không? Đúng không bà Tiên? Dạ. Đó. Bây giờ tới ông Thành đó. Đó ông Thành kể thật xấu bà Tiên coi. Vợ thì có hay nóng tính, không có khó kiềm chế cảm xúc của mình. Nóng nhất thì làm gì? La rồi chửi chồng. Cái gì? Chửi chồng chửi sao? Có mày tao không? Dạ không, tại hai vợ chồng cãi nhau thì nặng nhất thì chỉ xưng anh em thôi, còn bình thường cãi cũng xưng vợ chồng nữa. Nên là... cái từ chửi chồng này ghê lắm á. Dạ. Ví dụ như la, cầm ràm thì được, câu chửi chồng này nặng lắm à. Có lẽ là chửi dữ lắm cho nên ổng mới bỏ nhà ổng đi á. Dạ không anh, em không có chửi dữ đâu, em chỉ nói dài thôi, em không có chửi. Dạ đúng rồi, nói lèm lèm á phải không, lèm lèm nó hoài, nó nhây nó như đó phải không? Dạ đúng rồi. Mày còn gì nữa, ông Thành ông hiền như bụt vậy đó hả trời. Má cái mặt như bụt vậy. Với vợ tiền một cái tính nữa. Còn tính gì? Ghen dữ không? Mỗi lần ghen làm gì? Chỉ đòi chia tay thôi. Một tháng vậy đòi chia tay mấy lần? Hồi lúc đang quen với lúc mới cưới thì nhiều, còn bây giờ thì con cũng hiểu tính vợ rồi nên là không làm để vợ nổi điên lên nữa đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ghen chuyện gì? Em phải có như thế nào thì mới dạ, ghen không, chứ? Chỉ giống như là lướt Facebook hoặc Zalo thấy hình gái bấm vô like á, like dạo không? Đó đúng không? Dạ. Tôi vậy tôi cũng ghen thiệt luôn á, khó chịu, đâu biết người ta là ai đâu mà đặt like. Là dạo. Dạ, người quen của vợ luôn. Người quen của chồng nha. Người quen của chồng mà vợ không biết người đó là ai đúng không? Dạ, có mấy người thì biết, có mấy người thì không biết. Thành mong muốn Tiên thay đổi cái gì nhất? Bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc mình lại. Cái đó cũng tốt cho mình. Mong muốn là bớt nóng tính lại. Rồi bây giờ Tiên thì muốn anh thay đổi điều gì? Dạ em muốn chồng em khi mà giận nó thì có thể làm gì khác ngoài chuyện bỏ đi. Tại vì chồng em mà bỏ đi á, không có cầm gì trong người á, em cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mà em cũng đi kiếm cũng 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi sáng hôm sau em đi làm em rất là mệt. Cái đó chính xác đó. Cái đó tại vì biết sao mình còn vợ thương mình. Vợ chồng nào cũng gây lộn hết trơn á. Có gây có gì á thì nhớ đi ra cầm cái điện thoại anh cho nó biết là mình đang làm gì, đang ở đâu. Vậy thôi. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và anh chúc cho hai vợ chồng thành tiên nha. Rồi năm nay ha, cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Em cảm ơn. Năm rưỡi rồi con ơi, xuống đi con ơi. Sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với hai gia đình nội ngoại và đặc biệt đến với gia đình của hai em. Em cảm ơn hai đứa. Có một tí là vợ hay buồn là tại lúc quen nhau á không có cầu hôn vợ nên bây giờ em xin hát một bài để tặng cho vợ. Rồi. Hay quá. Đứng lên hát tặng vợ luôn. Trời ơi. Đừng quá lo lắng cho anh khi mắt của anh còn thấy. Đừng sợ cho nhà bắt nạt. Khi vẫn còn anh ở đây, sống hôm nay thì biết hôm nay, chuyện ngày mai cứ để mai tính. Chừng nào anh vẫn còn sống cứ để vất vả lo toan gánh một mình. Chuyện cơ cực anh cũng không ngại, đơn giản vì anh yêu em. Anh không muốn vì anh em phải lao vào dòng đời bon chen. Nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời, kiếp người có trải dưới trời. Anh chỉ lo một ngày nào đó, điều anh sợ không ngờ mà tới. Sợ một ngày tiền bạc tiêu tan, không xây nổi cho em nhà lầu. Tương lai sự nghiệp tiêu tan, không lo đủ cho em ngày sau. Sợ một ngày lâm cảnh cơ hàng, ngày qua ngày sống trong lo âu. Lo không biết khi nào em nói, anh ơi, em ngại vượt qua cùng nhau. Tất cả chỉ là nếu như anh không mong điều đó xảy ra. Cho dù chuyện có xảy ra, anh chỉ muốn nói một điều là những điều tốt đẹp nhất em hãy là người giữ lại. Tất cả những gì tệ hại sẽ là người gánh trên hai vai, đừng lo. Hay quá, ôm chồng cái gì nào. Trời ơi,
chưa kìa kìa, bảo đảm vỡ òa luôn nè. Hồi nãy là lời của rap, còn bây giờ là lời của mình. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến nha một giây phút hạnh phúc của vợ chồng thành tiên đó. Trời ơi kinh quá. Chúng ta đã nhìn thấy được giọt nước mắt quá xúc động của Tiên. Tháng sau có bầu luôn. Đây đâu, càng đào có bầu dính luôn. Đầu năm sau đẻ luôn. Nghe Thành, mình xin chúc cho hai em cứ như thế này, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời và sống trong một cái niềm vui an lạc và hạnh phúc nha. Rồi. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên đó chính là mắm tôm Bắc Trí Hải 225g với thành phần 80% ruốc tươi và muối. Pha thêm một ít gia vị khuấy đều cho đến lúc nổi bọt. Dùng để chấm hoặc nêm trong các món bún, tạo ra những món ăn ngon trong gia đình. Mắm tôm Bắc Trí Hải ăn vào nhớ mãi. Và món quà thứ hai đó chính là bộ sản phẩm We Well Cool, bao gồm 2 thùng nước uống phân thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan. Và đi kèm với món quà này đó chính là một miếng cước chùi nồi. Và thứ ba đó chính là bộ quà tặng đến từ nhãn hàng Lavina Food, sản phẩm nước dinh dưỡng tế bào mía Mitazi. Nước dinh dưỡng tế bào mía Mitazi được chiết xuất từ những cây mía tươi ngon ở vùng Lam Sơn, sản xuất theo công nghệ hiện đại của Đức, chứa nhiều loại axit amin và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là hợp chất octacosanol tự nhiên, mang lại tinh thần thoải mái và vui khỏe mỗi ngày. Món quà thứ tư đó chính là nước uống ion kèm cao cấp Fujiwa. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ từ Nhật Bản. Fujiwa không đơn giản chỉ là nước mà là loại nước uống tốt, có lợi cho sức khỏe, giúp cân bằng pH, bổ sung vi khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Nước ion kèm Fujiwa có thể sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng. Bây giờ thì chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại nhau? À, nghe kỹ câu hỏi nha. Rồi. Vợ của bạn có bao nhiêu cái túi xách? Trời ơi, câu này khó lắm nghe. Nó khó mà toàn canh. Vợ của bạn có bao nhiêu túi xách? Bao nhiêu cái túi xách? Rồi, mời hai vợ chồng Thành Tiên. Tiên có bao nhiêu túi xách? Mở ra. Hai cái. Thành mở ra. Hai cái. Wow. Sơn, vợ mình có bao nhiêu túi xách? Ba cái ạ. Quay ra. Quay ra đi. Giơ cái túi ra. Hay quá vậy. Hay quá. Nhớ quá ha. Hay ngay. Chứ chị còn không biết chị có nhiêu nữa. Xin mời chủ nhân của những chiếc túi xinh đẹp, chúng ta bước lên một bước. Hai cô vợ bước lên. Hai người hãy trải qua một cuộc thi đấu căng thẳng. Căng thẳng. Quảnh tù si. Quảnh tù si. Rồi thua. Rồi xin mời hai vợ chồng Thành Tiên chọn màu nào. Tại sao em chọn màu đỏ vậy? Vậy thôi. Vậy cũng hỏi. Vậy hỏi nữa. Vậy cũng trả lời. Hỏi hai. Hai đứa. Màu gì? Em chọn màu hồng. Tại sao em chọn màu hồng vậy? Em xếp màu hồng. Vậy cũng hỏi nữa. Hỏi. Bây giờ chị chọn màu nào này chứ màu? Bây giờ chị nhường em, cái tàu em quá. Nhưng bây giờ chị mặc đồ vàng này, thôi để chị màu vàng đi. Thôi vậy màu xanh. Ok. Mà trời ơi, chị chọn màu vàng. Chị thích màu vàng. Vậy thôi. Quốc Thuận và Hồng Vân sẽ mở trước. Hai cặp vợ chồng sẽ mở sau nha. Mời chị một. Thôi. Hèn. Nước uống. Trời ơi, chúc mừng chị. Nước uống. Chúc mừng tôi đã nhận được phần quà đó chính là mắm tôm Bắc Trí Hải. Wow. Ăn vào sẽ nhớ mãi. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. Hai, ba, mở. Hèn. Wow. Chúc mừng hai vợ chồng Sơn đã nhận được một phần quà, đó chính là sản phẩm nước dinh dưỡng tế bào mía Mitazi. Chúc mừng hai vợ chồng Thành Tiên đã nhận được một phần quà, đó chính là bộ sản phẩm We Well Cool. Dạ, đi kèm sản phẩm này đó chính là miếng cước chùi nồi. Cước chùi nồi là biểu tượng của sự hạnh phúc bền chặt, không có gì có thể cắt xé và rứt ra được nghe. Rồi, chúc mừng hai em. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Quốc Thường xin cảm ơn quý vị khán giả và đặc biệt là các cặp vợ chồng son đã luôn luôn tin tưởng và yêu mến cũng như là ủng hộ chương trình của chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua. Và bây giờ chúng ta tạm thời chia tay nhau. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.